Hold up. Và hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Bugon đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình của huyết thống của quỷ. Thì tập này chúng ta không có làm gì hết. Và mình sẽ nói chung là chúng ta lại tới hạn lại lên. Và mình sẽ ghi tên các bạn, những ai mà trả lời câu hỏi của cái sự kiện là tham gia trả lời câu hỏi sau mỗi tập phim. Thì ở đây là chúng ta đã đến với mùa 2. Thì có 3 tập, tập 4, tập 5 và tập 6. Thì không nói nhiều nữa. Thì mình cũng đã đổi lại cái cơ chế một tí là mình sẽ chọn tên 15 bạn. Chọn tên 15 bạn, không chọn 10 bạn nữa. Và thì nếu mà các bạn theo dõi ở tập trước thì mình cũng đã có cái cánh bay rồi. Thấy chưa? Thì may mắn thay mà mình đeo chiếc nhẫn của thiên sứ mà mình lại không bị mất không. Cái này nó ảo diệu vậy đó. Ok. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với bệ đá cổ và mình sẽ chạy qua bên kia. Rồi, chúng ta sẽ đến với bảng vàng. Oh man. Từ, các bạn đợi mình tí nha. Rồi, ở đây là tập 3 nè. Và cuối cùng là tập 4. Thì bây giờ mình sẽ ra kiểm tra lại một lần nữa và chúng ta sẽ bắt đầu. Các bạn đợi mình một tí nha. Hello. Và ok, mình đã quay lại rồi đây và chúng ta sẽ bắt đầu. Ok. Chúng ta sẽ đến với tập 4 thì 15 bạn là hơi bị phê đấy. Thì thay đổi cơ cấu một tí là nếu mà 15 bạn thì ở đây là 1 2 3 4 5 6 7, 7 với 7 là 14. Vậy thì mình sẽ cho một bạn ở đây và 14 bạn ở dưới đây. Rồi, thì chúng ta sẽ đến với cái bạn đầu tiên là bạn Huỳnh Hữu Lộc. Câu hỏi tập 4 là khi học kỹ năng kiếm thuật phải dùng gì để mua ngọc? Thì có 3 câu trả lời, like là kim cương, cái thứ hai là đồng rỗ và là biểu tượng là wow, và crystal biểu tượng là haha. Cái icon á thì câu trả lời đúng là crystal nha các bạn, là haha. Thì bạn Huỳnh Hữu Lộc là trả lời đúng luôn, haha và crystal. Ok, chúng ta sẽ ghi bạn Huỳnh Hữu Lộc vào đây. Hiện tại là cái Unity của mình nó bị cái gì á. Rồi, Huỳnh Huỳnh Hữu Lộc. Rồi, bạn đầu tiên. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với bạn thứ hai là bạn Ti Huỳnh Hoài. Thì bạn hai bạn này, bạn Khun Tú Anh và bạn Ti Huỳnh Hoài haha. Thì bạn này trả bạn Khun Tú Anh thì bạn đã sai rồi, nhưng mà cái bạn Ti Huỳnh Hoài này nè. Đó, thì bạn này là trả lời haha. Bạn ghi haha như vậy là mình không biết là hả bạn đang ngồi cười hay là bạn đang trả lời nữa, cho nên là mình sẽ tính bạn là không được vào dòng này. Mình rất là xin lỗi nếu mà mình đã nói rồi, các bạn ghi rõ câu trả lời và biểu tượng ra. Đó, các bạn ghi vậy sao mình biết. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Tiếp theo là bạn Phúc Quyền, bạn đã trả lời đúng nè. Bạn chỉ cần ghi tên của cái món đồ vật đó ra cũng được rồi, không cần ghi gõ ra như là haha. Các bạn chỉ cần ghi crystal. Còn nếu mà tốt hơn nữa thì các bạn có thể ghi haha và crystal luôn. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn Phúc Quyền. Rồi, Phúc Quyền. Từ, Phúc Quyền. Rồi. Và bạn tiếp theo là bạn Quốc Cao. Thì bạn này không ghi Unique thì mình sẽ ghi vậy thôi. Không biết là tên của bạn sao. Rồi, bạn tiếp theo là bạn Jack Henry. Jack Henry. Rồi, Jack Henry, bạn này tiếng Anh quá dễ ghi. Rồi, bạn này là HT Lê Thiên Long, bạn này cũng trả lời đúng luôn, HT Lê Thiên Long. Rồi thì cái tên bạn này khá dài cho nên là mình sẽ xuống một dòng. Rồi. Và tiếp theo là bạn Thảo Sokiu. Như là bạn ghi chữ crystal sai rồi nhưng mà thôi bạn cũng trả lời đúng rồi. Crystal như vậy mới đúng. Lộn. Bạn Thảo Thảo Sokiu. Rồi, thì tên bạn đó vậy phải không? Đó. Rồi, tiếp theo là bạn Phạm Phan Ân Bình. Thì bạn này ghi thiếu chữ L, còn bạn kia ghi thiếu chữ S, không sao. Ghi thiếu thì cũng không sao, miễn sao là các bạn trả lời đúng là được rồi. Nói chung thì các bạn rút kinh nghiệm lần sau thì ghi đúng tốt hơn. Thì Phạm Phan Ân Bình. Phạm Phan Ân Bình. Rồi, và bạn tiếp theo là bạn Khoa Võ. Bạn này cũng ghi có Crystal thôi à. Người ta là Crystal.
Khoa Võ. Rồi, vậy là chúng ta đã được 8 bạn rồi, còn 7 bạn nữa. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với bạn Quân Huỳnh. Bạn này cũng đúng nè, Quân Huỳnh. Rồi, và tiếp theo là bạn Linh Hồn Vải. Bạn này cũng trả lời đúng nè, Linh Hồn Vải, gọi tên bạn đó là vậy đó. Và tiếp theo là bạn Phi Tân. Phi Tân. Đó, Phi Tân. Rồi, tiếp theo là bạn Vả Nhỏ Nhỏ. Cái tên bạn này đáng yêu quá. Vả Nhỏ Nhỏ. Đó, Vả Nhỏ Nhỏ. Và tiếp theo là bạn Desmond. Desmond Anh. Thì bạn này là trả lời là dạ, dạ thưa anh là dùng crystal. Mà crystal bạn ghi sai, bạn đâu cần ghi dài dòng gì đâu, bạn chỉ cần ghi crystal thôi. Thì thôi kệ đi. Bạn này trả lời đúng nhưng mà bạn nó ghi sai chữ thôi. Câu trả lời của bạn đó là đúng. Thì du di cho lần này nha, lần sau là không có đâu á. Rồi, tiếp theo là bạn Gia Huy. Crystal đó anh. Rồi, bạn này đúng rồi, Gia Huy. Rồi, tiếp theo là bạn Lê Công. Cuối cùng là bạn Lê Công. Lê Công. Rồi, vậy là mình sẽ điểm lại là tập 4. Chúng ta có những cái tên tên này trả lời đầu tiên và trả lời sớm nhất và trả lời đúng. Thì ok, thì bạn đầu tiên là Huỳnh Hữu Lộc đó, tới Phúc Quyền, Quốc Cao, Jack Hangi, Lê Thiên Long, Thảo Su Kiêu, Phạm Phan Ân Bình, Khoa Võ gì đó. Rồi Quân Huỳnh, Linh Hồng Vải, Phi Tân, Vải Nhỏ Nhỏ, Desmond Anh và Gia Huy và Lê Công. Ok, thì mình sẽ niêm ứng lại cái tập 4. Tập 4 của chúng ta là có đến tận 15 bạn. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 5. Tập 5 thì ở trên lầu và mình sẽ bay lên. Rồi, ha ha, quá đã luôn các bạn. 5 tập 6. Rồi bây giờ để mình tí mình ghi tập 5, tập 6 cái đã. Ơi. Nằm trên đây chứ. Tập 5. Ơi các bạn đợi mình tí nha. Mình sẽ quay lại sau. Và ok, mình đã quay lại rồi đây. Vuốt cái coi. Và chúng ta sẽ đến với tập 5 nha các bạn. Tập 5. Rồi, không nói nhiều nữa và mình sẽ chuyển sang tập 5 để xem tập 5 coi. Tập 5, câu hỏi của tập 5 là trong trận đấu với ma sói, Buvon đã đánh với con ma sói nào? Cái câu này thì rất là đơn giản. Thì nếu mà ai theo dõi chắc chắn sẽ biết rất là nhiều bạn trả lời đúng. Mà theo như mình nghĩ là không có bạn nào trả lời sai. Tại vì đã đánh với ma sói là ma sói thôi, chứ còn sói địa ngục, bạch lan gì nữa. Rồi, ok, chúng ta sẽ ghi tên 15 bạn. Bạn đầu tiên là bạn Nhung Phạm. Rồi, bạn này đứng đầu luôn, Nhung Phạm. Rồi, tiếp theo là bạn Á Đù Hắc Não. Ma sói anh nè. Á Đù Hắc Não. Bạn này là mình nhớ tới bạn Kẹo. Rồi, tiếp theo là bạn Phạm Hoàng Quân. Ma sói đúng luôn, Phạm Hoàng Quân. Đây. Và tiếp theo là bạn Họ và Tên. Trời, cái tên của bạn này nghe đáng yêu quá. Họ và Tên. Rồi, tiếp theo là bạn Đức Nguyễn. Thì bạn này không ghi Unique thì mình cũng không ghi Unique. Rồi, tiếp theo là bạn Chỉ Là Thằng Khờ. Ồ, bạn này khờ lắm á. Chỉ Là Thằng Khờ. Rồi, khờ. Rất là khờ. Rồi, khờ. Ok, và tiếp theo là bạn Kim Ngu. Vì bạn này ghi ma sói, mình ghi ma sâu là con gì? Con ma sâu là con gì? Là con sâu mà nó bị biến thành ma, gọi là ma sâu á. Rồi, bạn này tên là Kim Ngu. Đề nghị bạn lần sau ghi gõ và ghi đúng nha. Rồi, tiếp theo là bạn Wow Ánh Phi. Ma sói anh ơi. Rồi, đúng rồi, Ánh Phi. Từ Ánh Phi. Rồi, vậy là chúng ta đã được 8 bạn rồi, còn 7 bạn nữa. Thì tiếp theo là chúng ta đến với bạn Ti Huỳnh Hoài. Ma sói. Thì các bạn đợi mình tí nha. Rồi, Ti Huỳnh Hoài. Rồi, tiếp theo là bạn Vũ Nguyễn và Duy Lê. Vũ Nguyễn. Cái gì vậy? Vũ Nguyễn. Rồi, và tiếp theo là bạn Duy Lê. Duy Lê. Đây, hình của hai bạn Vũ Nguyễn và Duy Lê. Rồi, tiếp theo là bạn Huỳnh Giao. Thì tên bạn ghi vậy thì mình ghi vậy. Huỳnh Giao. Huỳnh.
Thôi xuống dòng. Huỳnh Giao. Rồi, đó, tên của bạn đó vậy đó. Rồi, tiếp theo là bạn Lê Nhật Hòa. Lê Nhật Hòa. Rồi, tiếp theo là bạn Banana. 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 Rồi, tiếp theo là bạn cuối cùng là bạn Nguyễn Minh Quân. Ồ, có rất là nhiều bạn Quân trong video này. Nguyễn Minh Quân. Rồi. Trời. Thì các bạn thông cảm nha, hàng xóm nhà mình đang xây nhà nên là nó lại tiếp tục là phá hoại. Rồi, thì mình sẽ điểm lại tên của các bạn là bạn Nhung Phạm, Á Đù Hắc Não, Phạm Hoàng Quân, họ và tên Đức Nguyễn, chỉ là thằng khờ Kim Ngô Ánh Phi. Bạn Ti Huỳnh Hoài, Vũ Nguyễn Duy Lê, Huỳnh Giao, Lê Nhật Hòa, Banana và cuối cùng là bạn Nguyễn Minh Quân. Ok, thì mình niêm ứng lại và không có thay đổi gì nữa. Rồi, thì chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng. Tập cuối cùng là gì đây? Thì tập cuối cùng là tập 6. Tập 6 khá là hay đấy. Nếu mà có ai có theo dõi, càng theo dõi là càng hay. Tại vì mình phải bỏ thời gian ra, mình như là mình sai cái gì đó. Tập 6 ở trên mới đúng chứ. Tập 6. Rồi. Đâu rồi, cái bản đâu? Rồi, chúng ta sẽ đến với tập 6 thôi các bạn. Tập 6 là... câu hỏi của tập 6 là: sau khi đeo chiếc nhẫn thiên thần từ anh em nhà Boss, là iBoss và OBoss, thì Buron đã được mọc cánh gì trên lưng? Thì câu trả lời đúng là cánh quỷ. Là biểu tượng là trái tim. Thì có rất là nhiều bạn trả lời đúng mà cũng có rất là nhiều bạn trả lời sai. Thì mình nhìn sơ qua là có một bạn trả lời sai đó, còn đa số là đúng hết. Rồi, bây giờ mình sẽ đếm lại tên 15 bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Rồi, thì chúng ta sẽ có 15 bạn và một câu, một bạn trả lời sai. Mình sẽ đến với bạn đầu tiên là bạn Bảo Nguyễn, cánh ác quỷ. Đúng rồi, Bảo Nguyễn. Rồi, tiếp theo là bạn Trần Bảo. Ồ, sao nhiều Bảo quá vậy? Trần Bảo. Rồi, tiếp theo là bạn Copper Channel. Rồi, Copper Channel. Và tiếp theo là bạn Nguyễn Phát Tính. Người ta là cánh quỷ, tự nhiên ghi quỷ sứ. Trời ơi, thôi ghi đi, miễn sao có chữ quỷ là ok rồi. Nhớ lần sau ghi cho đúng nha, cánh quỷ nha, cánh thiên sứ, cánh tiên gì đó, ghi cho đúng. Cánh quỷ thì du di cho lần này. Nguyễn Phát Tính. Nguyễn Phát Tính Tín. Rồi, và tiếp theo là bạn Chỉ Có Người Ấy, cánh số 3, trái tim. Cánh quỷ, bạn này trả lời đúng mà hả? Bạn này trả lời giống như là hả, làm tập làm văn vậy đó. Chỉ có người ấy cánh quỷ. Chỉ có người ấy có cánh quỷ. Rồi, trái tim. Và số 3. Rồi, là bạn tiếp theo là bạn Ti Huỳnh Hoài. Thì cái bạn Divilo On thì bạn đó chọn là cánh thiên sứ. Nhưng mà thực ra là mình có dòng máu của quỷ, nên là sau khi mình đeo chiếc nhẫn đó thì mình được mọc ra cái cánh của quỷ. Ok, thì chúng ta sẽ bỏ đi cái bạn trả lời sai. Và tiếp theo là cái bạn trả lời đúng là cái bạn Ti Huỳnh Hoài. Bạn này là có khá là nhiều rồi. Có khá là nhiều trên bảng vàng rồi, chúc mừng bạn. Và tiếp theo là bạn Phú Quý Trần, cánh quỷ nha Buron. Phú Quý Trần. Rồi, và tiếp theo là bạn Trường Lộc. Rồi, Trường Lộc. Rồi, vậy là chúng ta đã có 8 bạn và 7 bạn nữa. Tiếp theo là bạn Lý Thái Kiệt. Cái tên của bạn này là hả, mình ghi là mình thấy mệt rồi đó. Lý, từ Lý phải SS. Thái phải SS. Xuống hàng cái Kiệt phải SS. Rồi, tên của bạn đó là vậy, ghi đúng vậy. Rồi, tiếp theo là bạn Nguyễn Tiến. Ok, Nguyễn Tiến. Rồi, Nguyễn Tiến. Rồi, tiếp theo là bạn Lê Nhật Hòa. Ồ, bạn này có luôn, Lê Nhật Hòa. Và tiếp theo là bạn Nhất Huy.
Huy. Rồi, rồi tiếp theo là bạn Prosam Năng. Thì tên bạn này là tên khá là hay, Prosam Năng. Rồi, thì mình còn hai tên thì để mình ra mình chat lại thì hẹn gặp các bạn một lát nha. Ok, và ok, mình đã quay lại rồi đây. Và chúng ta sẽ đến với hai bạn cuối cùng là bạn Đặng Khanh và bạn Mint Lê. Mint Lê, Đặng Khanh, Khanh chứ lộn. Đặng Khanh, Đặng thiếu dấu nặng rồi, Khanh. Rồi, bạn Mint Lê. Rồi, để coi lại coi. Đúng rồi, cánh ác quỷ, hai bạn đều trả lời đúng. Ok, và cuối cùng là mình đã trả lời hoàn thành đủ ba câu trong 3 tập. Thì câu 4 đâu rồi, câu 3 Nguyễn Tiến Phát câu 3. Thì là cái này câu 4 nè. Đây, thì chúng ta có tính 15 bạn. Đấy, 15 bạn rất là nhiều. Rồi thì tập 4, tập 5 và tập 6 đã hoàn thành. Thì ok, thì tập cũng đã đến hồi kết rồi. Thì mình xin kết thúc video này tại đây. Nếu các bạn thấy thích thì nhớ like cho video. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn nhớ nhấn nút đăng ký để ủng hộ channel của mình. Thì các bạn nhớ đón xem những tập tiếp theo của series Huyết Thống của Quỷ để biết được cái lời đúng. Và sau đó nhớ lên fanpage của mình theo dõi để biết được khi nào có câu trả lời, và nhớ trả lời sớm nhất để được ghi tên lên bảng vàng. Thì chúng ta tập mùa tiếp theo, mùa 3, chúng ta sẽ đến với câu 7 phải không ta? Câu 7, câu 8 và câu 9. Ok, thì hẹn gặp các bạn trong tập sau. Bye bye.